bạn đã bao giờ nhìn thấy chứng nhận xanh này? Những đầu sách cực hot này, những nội dung thú vị và cả kỳ quái kiểu này. Spyroom, cộng đồng viết hàng đầu Việt Nam với 100.000 người dùng trên website và hàng trăm nghìn fan trên tất cả các kênh đã chính thức hợp tác cùng WeScan để đưa đến những ưu đãi đặc biệt cho cộng đồng. Từ nay, bạn đã có thể làm nhiệm vụ trên WeScan và mua những cuốn sách hot hòn hòn của Spyroom như là cùng những mẫu áo độc quyền với mức giá ưu đãi, giảm tối đa tới 120.000 trên đơn hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ và để lại lời nhắn tương tác với đội ngũ Spyroom thông qua WeScan nữa. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại wescan.vn/spyroom. Đây là bài viết hẹn hò kiểu hot bowling, thẳng như ruột ngựa của tác giả Kara Ngô. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Việc đề ra một danh sách những đặc điểm hay tiêu chí để chọn lựa người yêu đôi khi lại ngăn cản bạn thực sự trải nghiệm những mối quan hệ mới lạ và giàu ý nghĩa. Ai cũng muốn yêu, nhưng mấy ai biết cách bắt đầu một cuộc tình. Có người lại nhẹ nhàng, ngẩn ngơ mãi mới dám mở lời như Trịnh Công Sơn. Có người vừa mới gặp lần đầu đã đặt lên bàn tập hợp đồng yêu đương với các điều khoản rõ ràng, mực đen giấy trắng như giám đốc Kang Tae-mu trong drama Hàn Quốc Business Proposal, hẹn hò chúng công sở. Nếu bạn đã, đang và sẽ bắt đầu một mối quan hệ một cách rõ ràng và cụ thể như Kang Tae-mu và nghĩ rằng mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và sự mệt mỏi, hãy chậm lại một chút nào. Định nghĩa hot bowling, tính từ, đi thẳng vào vấn đề một cách nghiêm túc. Kiểu hẹn hò này thực chất là gì? Gần đây, kiểu hẹn hò mới hot bowling được Gen Z khá ưa chuộng bởi tính thực tiễn cũng như khả năng tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng cảm xúc của nó. Theo trang Yahoo News và NY Post, đây là mối quan hệ mà trong đó. Thứ nhất, mỗi người sẽ đi thẳng vào vấn đề và trao đổi về những mong đợi và mong muốn của bản thân trong mối quan hệ để tránh việc trêu đùa tình cảm và làm mất thời gian của mọi người. Thứ hai, sự thật được bày tỏ một cách thẳng thắn, không che giấu, không ngại ngùng và đặc biệt không sợ làm phật ý đối phương. Thứ ba, mỗi người có thể kết thúc mối quan hệ bất kỳ khi nào họ cảm thấy mối quan hệ không đạt được tiêu chuẩn đã được đề ra ban đầu. Sau đây là một vài sự khác biệt tiêu biểu giữa mối quan hệ thông thường và mối quan hệ hot bowling. Đầu tiên, về tiến trình tìm hiểu nhau, ở mối quan hệ thông thường có thể mất từ vài tháng đến vài năm để mỗi cá nhân có thể tìm hiểu hết người kia về tính cách, quan điểm sống, giá trị sống, nhu cầu cũng như ước mơ về một mối quan hệ lý tưởng. Trong mối quan hệ hot bowling, có khi chỉ mất 1 đến 2 tuần là mọi thứ đều sẽ được trao đổi rõ ràng, sáng tỏ. Thứ hai, về mục đích của giai đoạn mới hẹn hò. Trong mối quan hệ thông thường, hai người sẽ tập trung vào sự tương đồng và các đặc điểm tốt hơn sự khác biệt và các điểm xấu. Trong khi đó, ở mối quan hệ hot bowling, hai người sẽ tìm hiểu về cả những điểm tốt và cả những điểm xấu để có một bức tranh thực tế nhất về nhau. Thứ ba, khi bất đồng quan điểm, những người trong mối quan hệ thông thường có thể sẵn sàng thương lượng, nhận nhượng hoặc bỏ qua. Còn trong mối quan hệ hot bowling, họ sẽ sẵn sàng kết thúc mối quan hệ để tìm người phù hợp hơn. Vậy, đâu là những điểm tích cực của mối quan hệ này? Đầu tiên, không thể phủ nhận đó là lợi ích về mặt thời gian. Trong thời đại này, việc luôn thiếu thốn thời gian là không thể tránh khỏi, đặc biệt là khi áp lực phải bứt phá và thành công của các bạn ngày càng gia tăng trước sự phổ biến của mạng xã hội và công nghệ thông tin. Vì vậy, thay vì tiêu tốn nhiều năm vào một mối quan hệ chỉ để kết thúc nó trong tiếc nuối vì bất đồng quan điểm, giờ đây ta có thể chọn cách đặt lên bàn tiệc tất cả những điều ta cảm thấy cần và đủ cho mối quan hệ. Từ đó, mỗi người có thể chủ động lựa chọn cho bản thân một đối tượng phù hợp nhất đối với bản thân họ trong từng giai đoạn của cuộc sống. Thứ hai, một mối quan hệ hot bowling có thể giúp ta bảo vệ cảm xúc của mình tốt hơn trước những hiểu nhầm không đáng có. Gần đây, chúng ta đã có ý thức hơn về cảm xúc của bản thân cũng như cách hành vi của người khác ảnh hưởng tới bản thân mình trong các mối quan hệ tình cảm. Những hiện tượng lừa gạt, trêu đùa với tình cảm, đột nhiên biến mất hay thao túng tâm lý ngày càng được ta để ý và cố gắng tìm kiếm biện pháp phòng trừ. Do đó, việc nêu rõ quan điểm về mối quan hệ ngay từ đầu cũng là một trong những cách để ta tự bảo vệ cảm xúc của bản thân và cho đối phương. Việc làm quen với cách giao tiếp rõ ràng và bình đẳng ngay từ đầu cũng có thể giúp ta thảo luận về các mối bất hòa có thể gặp trong tương lai. Đặc biệt, khi chưa có quá nhiều tình cảm với nhau, việc trao đổi thẳng thắn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Ngược lại, bạn có thể sẽ mất gì trong mối quan hệ này? Thứ nhất, việc chỉ ra ngay những sự khác biệt ngay từ đầu khi bắt đầu mối quan hệ có thể không phải là một ý tưởng hay. Trái với suy nghĩ thông thường về các mối quan hệ tình cảm, trái dấu thực sự chưa hẳn đã hút nhau.
Một bài báo phân tích tổng hợp kết quả vào năm 2013 của hai nhà khoa học Montoya và Robert Horton từ 240 nghiên cứu về sự tương đồng trong một mối quan hệ đã cho thấy những người càng có nhiều sự tương đồng thì càng dễ thu hút lẫn nhau. Hiệu ứng này thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở các nước châu Á. Không chỉ vậy, trong cuốn sách Những hiểu nhầm về hẹn hò, tình dục và hôn nhân của mình, tiến sĩ Matt Johnson còn chỉ ra một loạt các nghiên cứu cho thấy những cặp đôi có nhiều sự tương đồng cũng thường có một mối quan hệ bền chặt hơn. Để giải thích cho hiện tượng này, tổ chức Better Relationships của Úc đã cho rằng khoảng thời gian xây dựng và bảo vệ hình ảnh bản thân trong mắt đối phương khi bắt đầu mối quan hệ chính là nền tảng vững chắc giúp các cặp đôi vượt qua được những bất đồng sau này. Ta có thể hiểu nôm na là ta luôn có một hình ảnh đẹp về em cùng ngày hôm qua để quay về, để hy vọng và yêu thương trong những lúc chông gai. Thứ hai, việc nói thẳng ra những điều bạn muốn ngay khi mới gặp gỡ khiến đối phương dễ dàng giả vờ theo ý của bạn để lấy lòng. Thật đơn giản để bất kỳ ai có thể giả vờ làm theo ý bạn trong một khoảng thời gian ngắn để chiếm được cảm tình của bạn. Sau đó, khi không còn đủ tình cảm để tiếp tục chiều theo ý bạn, họ hoàn toàn có thể thay đổi 180 độ, thậm chí có thể trở thành một con người hoàn toàn khác và trách bạn vì đã khiến họ không được sống thật với bản thân. Thứ ba, chưa chắc những người đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bạn đề ra sẽ là người bạn yêu. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng bạn có thể sẽ không có quá nhiều cảm tình, thậm chí là không hề có chút cảm tình với người trong mộng khi thực sự gặp được họ ngoài đời. Những người đạt được đầy đủ các tiêu chí mà bạn đưa ra đôi khi lại không phải là người bạn thực sự cần, mà chỉ là một ảo ảnh về thứ gọi là tình yêu. Sau rất nhiều nghiên cứu về phản ứng thực tế của con người khi gặp được đối tượng đáp ứng được đúng các tiêu chí cá nhân, nhà tâm lý học Paul Ehrlich và Ellie Finkel đã kết luận rằng ta thường có khá nhiều tiêu chí trừu tượng về mẫu người lý tưởng của bản thân. Tuy nhiên, khi bước vào một mối quan hệ thực tế, những tiêu chí này lại thay đổi khá nhiều. Giả sử bạn có thể cho rằng mình sẽ thích một chàng trai hài hước và thông minh. Tuy nhiên, anh chàng hài hước và thông minh bạn gặp lại có gu hài hước rất kỳ lạ và sẵn sàng dùng lý lẽ để bắt bẻ mọi quan điểm của bạn một cách không thường tiếc. Hoặc bạn thích một cô gái dễ thương, thích được nuông chiều, nhưng cũng rất có thể bạn sẽ phát điên khi phải chiều chuộng con người đó 24/7. Nhìn chung, bức tranh tổng hòa về một con người không đơn giản chỉ là tổng hợp của những đặc điểm nhỏ lẻ. Việc đề ra một danh sách những đặc điểm hay tiêu chí để chọn lựa người yêu đôi khi lại ngăn cản bạn thực sự trải nghiệm những mối quan hệ mới lạ và giàu ý nghĩa. Cuối cùng, bài học ta rút ra được cho mối quan hệ của chính bản thân mình là gì? Xét cho cùng, như nhà phân tâm học Harry Stack Sullivan đã nói, tình yêu chỉ có thể tồn tại khi sự thỏa mãn và an toàn của người khác trở nên quan trọng với ta, như thể đó là sự thỏa mãn và an toàn của chính bản thân mình. Cho dù có hoặc không lựa chọn mối quan hệ theo phong cách hard bowling, việc thông hiểu điểm mạnh và giới hạn của bản thân, giao tiếp bình đẳng và lắng nghe chân thành có thể giúp chúng ta nuôi dưỡng các mối quan hệ ở bất kỳ tình huống nào. Hy vọng là các bạn thích bài viết về hẹn hò lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.